Cú nó trèo hẳn lên trên cái chuồng này luôn. Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Tây Bắc Thường Ngày. Hôm nay sẽ làm món pịa dê các bạn ạ. Các bạn theo dõi ủng hộ mình nhé. Đây là một con chú dê đang làm này. La la. Mấy chú dê nó nằm nghỉ. Nó leo trèo rất là giỏi. Giờ về nghỉ là cho nó ở trên sàn sạch sẽ. Đã chưa chứng kiến một con dê nào mà leo trèo bị ngã chết cả. Sự leo trèo nó rất là giỏi. Con xem được bao nhiêu cân? Đấy, thì nó sẽ lấy cái này để chấm với thịt đấy. Đây, cái loại này. Cái dưới đó. Đó. Chú ơi, cái cánh tắt này dự. Đấy, phía nó lấy cái chỗ này các bạn. Chết thu. Cái dây rồi, nên là sao là bó chỗ này lốc rồi. Nên tôi tùy lên. Tất cả đây là phía. Chưa phải con cái đi càm nhé, kia đang nó ốm nặng. Đây, cả là phía đây các bạn. Nếu này phải dùng, không có cảm. Bé cho xuống chấu đi. Rồi, khó cho giống mẹ này, gừng này. Tải anh nhìn rất là đẹp đấy. Đây, món pịa đây các bạn. Kinh khủng chưa? Pịa này không thể dùng được các bạn ạ. Này là phải bỏ. Đây là cái phân của nó rồi, còn pịa nó là phải còn non. Cỏ non mà nó vừa mà ăn vào cái con này thì nó tiến hóa nhiều rồi. Vứt bỏ đi để lấy lông thôi, con pịa chủ yếu là đằng theo cái số trước. Bạn ơi. Pịa dê. Đây là cái chỗ muối bạn ép mà. Đây, món này món sống đó các bạn. Ăn thịt sống rồi. Tô hũ à. Mít trước rồi đó. Đang là nộp có muối cái lá này rồi. Cùng cái thái màu. Chứ chẳng nó xài lấy cho. Men vào tổ vô muối bình. Ăn là ngay, cho nó ăn cầm lấy bạn đi các bạn. Ui. Ông nhận lấy được à? Dạ. Dạ, kéo cùi. Vâng. Rồi cắt ra, cắt ra để cho nó chảy lên cái tiện là cho bọn em. Cái này có chiều có phải làm mình nữa con à? Hả? Làm mình con chiều để chặt cỏ không qua?
Món này là phải lọc đấy, tại vì nó sạn. Đây là anh Chanh chế biến. Bác lên thị Chanh. Tú vào lấy cho bác cái nước ở đây, tưới đây cho bác. Rồi. Rồi. Món tiện này nó hay sạn các bạn ạ. Nó phải là lọc cho cẩn thận. Tráng vào xong đi, không lúc này sạn lắm. Đâu? Có món này. Đấy, cái bác kia đang nướng mà nó sáng. Nướng cho nó gọi trái, nướng cho khô. Nộm sống, trên này còn ăn sống. Nếu mà tất cả các nằm tiện chưa làm, mình cho vào nước lã. Thịt chó mà không có món này, tôi không phải nói. Càng xem càng kinh dị nha các bạn. Cho vào nụ gì nhỉ? Thế đó là cho mấy cái thó nữa. Đây là thịt sống này. Thường mình nướng thịt sống là các bác ăn hay ăn sống. Cắt lạ chưa? Cho vào lá cây. Hết ra cho vào thôi. Cắt tiếp đi. Đây, món sống này, ăn đây. Làm miếng nó to, nó đỏ, miếng nó đỏ nhất rồi nè. Miếng nó to nhất rồi, quái bà. Miếng nó to nhất rồi, to xấu quá bà. Đây là lá của cái xấu. Nộm vào cho nó vị thôi. Kết hợp với giấm mẻ. Giấm mẻ nó sau thế trộn vào. Chứ nấu cùng thì nó sẽ hỏng mất. Đâu đây không? Đậu nữa. Đậu nữa. Ôi ôi. Đây là cái ruột của nó lúc mà lọc á. Đây là giấm mẻ, giấm mẻ này. Đây là cơm, nó nhìn thấy cơm này. Nấu bây giờ sợ nó sạn. Muối không? Cho muối ra đi. Đây, sản phẩm tiện đây các bạn ạ. Bây giờ mình cho ra một tí để test thử, thử trước luôn cho nó như nào các bạn ạ. Ui ạ, tí nhiệt rồi. Nhà bắt tay cái, bỏ cái chân xuống. Yeah. Chẳng tặng anh đừng tặng ông Nam quay rồi nuôi ông Nam ông Nam ông này mò man hết buổi chiều được không? Không đi đằng nào quá đều muốn đường lên quay đi mà mò man hết buổi chiều đấy. Chẳng tặng đã cho nhiều đàn đi đâu này? Giống như làm phi ở quá đấy. Quay. Ủa ngon vậy? Ngon không? Rất ngon. Đấy cái món gì? Đây đây là cái phi ở đây. Không. Có phải ăn như thịt phần phần non của dê ăn cần một chút ăn. Nhì. Đấy, thật hẳn thì sống các bạn. Đây. Thật thì là xấu rồi, ăn tuyệt vời. Ngon không? Ngon. Tuyệt vời. Thứ nhất là các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ vào nhé. Là món ăn vùng miền để chiếu được. Đây hẳn hẳn thịt sống các bạn nhé, tươi luôn, kinh dị luôn, chấm vào tiệu luôn. Còn cái cây kia còn đấy hết rồi. Còn đấy. Kinh dị ra mà ngàn. Còn ở đây thôi. Hết rồi. Chúng ta cái con này. Hết rồi. Đĩa. Sống tái nhá, nộm với cả lá sấu. Đây cho thêm mình. Món này là chấm liên quan với cà phê ạ. Cái nữa nổ mặc túi rồi. Nên cái nhà thì cái chấm cà phê nó nộm với vừng. Cũng nó phải chấm với cà phê. Đây buổi tối gia đình xin mời các bạn. Đây.
cái món chủ đạo là món địa đấy. Mời cả nhà nhá. Cả nhà Uống tiên dê. À đây là cái món tiên dê các bạn.